một lớp cây bưởi sau nhà ngang ngã phương đường, đâu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm, bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.